Đấy là cấu trúc từ đề minh họa đây. Đề minh họa cho đơn điệu hàng số chứa dấu giá trị đối. Cho nên mình sẽ ôn tập chuyên sâu vào cái bài này. Để nếu người ta không ra dấu IC đề minh họa thì có thể là phát triển hơn, khó hơn. Năm ngoái về cái đề ấy thì nó cũng khá là giống đề minh họa nhưng mà gần như là một đẳng cấp khác. Nếu đề minh họa là một phần ấy thì đề thi thật ở cấp độ trên 40 rồi đi nó sẽ phải 5 phần, 6 phần. Nó phải khó gấp 5 lần. Rồi. Đầu tiên này. Trước khi nói đến cách làm của bài này nhá, thì mình nhắc lại cái lý thuyết một chút này. Đầu tiên là đồ thị của hai mẹ tích. Nếu người ta cho là như này. Đây. Nhắc lại qua tí này. Cái này mình biết rồi đúng không? Nhưng mà nhắc lại tí. Từ kiến thức cơ sở này thì mình bắt đầu mình để ra những cái thằng bài toán khó. Đây, nó sẽ chia thành hai kiểu. Một kiểu là đồ thị của hàm. Một kiểu là đồ thị của hàm trị tuyệt đối của f(x). Và một kiểu là đồ thị của hàm f trị tuyệt đối của x. Đấy. Tức là một thằng là trùm bên ngoài, còn một thằng là trùm ở bên trong. Đối với kiểu hàm đồ thị trị đối trùm bên ngoài này thì ta sẽ làm như nào nào? Đó là mình sẽ làm gì nhỉ? Gạch bỏ nét bên dưới đúng không? Và hất nét bên dưới lên trên. Đấy. Rồi giữ nguyên những cái nét ở phía trên này. Được chưa? Và sau đó mình lật ngược những nền ở phía dưới lên. Nó sẽ thành như này. Đây là cơ sở lý thuyết đã. Còn cái đồ thị của hàm trùm vào bên trong này thì các bạn ghi nhớ giúp này. Đó là gì nào? Gạch bỏ nền bên gì? Bên trái. Và hất cái nền bên phải đối xứng qua. Thấy chưa không? Gạch bỏ nền bên trái và hất đối xứng qua. Lúc này nó giống như kiểu đồ thị hàm trung phương ấy. Nền bên phải giữ nguyên này. Được chưa? Bên trái mất rồi. Bây giờ mình lấy đối xứng qua thì nó sẽ như này. Được chưa? Đây là hàm trị đối của f(x) trùm bên ngoài. Đây là hàm trị đối của f(x) trùm bên trong. Được chưa? Thì tất cả những cái bài liên quan giá trị tuyệt đối thì đều xoáy xung quanh cái này. Đây là bài đơn điệu của hàm trị đối đúng không? Thì có một bài nữa là bài cực trị của hàm chứa dấu giá trị đối. Và bởi vì cái đề minh họa nó hỏi về đơn điệu cho nên mình sẽ ôn văn đơn điệu trước. Được chưa? Nhưng mà cũng có thể là người ta hỏi đơn điệu, đề minh họa hỏi về đơn điệu nhưng cũng có thể ra về phần cực trị. Tức là có thể xoáy xung quanh cái giá trị đối đó. Chứ không nhất thiết là người ta sẽ copy EC lại cái đề minh họa đâu, không có chuyện đó. Cho nên mình học học khá là rộng ấy. Rồi, thế bây giờ này, quay trở lại với cái câu hỏi của người ta. Đối với đồ thị hàm trị đối của f(x). Đấy, đồ thị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối này. Nó sẽ đồng biến khi nào? Đồng biến đến khoảng từ A đến B khi nào? Đấy, câu hỏi hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối sẽ đồng biến đến khoảng từ A đến B khi nào? Bây giờ ta sẽ chia thành hai trường hợp như này. Nguyên tắc là bạn phải vứt được cái dấu giá trị tuyệt đối này đi. Được chưa? Phải vứt nó đi. Bạn phải xét cái thằng f(x) đến khoảng từ A đến B. Đến khoảng từ A đến B. Để nó đồng biến đến khoảng từ A đến B tức là đi lên đấy. Thì hàm cái f(x) này này nó sẽ chia thành hai trường hợp. Trường một đó là đến khoảng từ A đến B f(x) sẽ đồng biến. Được chưa? Cái này mà vừa trong đề số mấy đấy? Số 10 hay 11 gì đấy, có nói đâu. Đồ thị có hàm f(x) nó sẽ đồng biến đến khoảng từ A đến B. Thì đóng tuyệt đối vào thì nó vẫn cứ đồng biến. Được chưa? Đóng tuyệt đối vào vẫn đồng biến. Nhưng còn một trường hợp nữa, đó là đến khoảng từ A đến B f(x) cũng có thể nghịch biến. Từ A đến B f(x) cũng có thể nghịch biến. Tại sao? Tại sao? Bởi vì khi chúng ta đóng tuyệt đối vào ấy đúng không? Thì cái thằng này nó sẽ lật ngược lên trên. Và lúc đó nó lại thành đồng biến. Được chưa? Đấy. Bạn đóng tuyệt đối vào đúng nhờ. Thì cái này nó lật ngược lên trên.
À, đây đây. Về nguyên tắc là những cái nét ở phía dưới đúng không? Nó lật ngược lên trên, thấy chưa? Đó. Thì nó cũng là đồng biến, thấy chưa? Rồi, ok. Bây giờ đối với trường hợp này thì bạn ta mới có điều kiện như sau này. Thứ nhất, f(x) đồng biến đúng không? Đồng biến thì f phải như thế nào nào? À, lớn hơn 0, đúng chưa? Một số hàm có thể cho bằng 0 được, hàm phân thức thì không nha. Một số hàm nhìn chúng là cũng hay cho bằng 0 được. Với mọi x chạy từ A đến B. Rồi. Nếu mà bài toán có mơ thì chúng ta sẽ tìm mơ bằng cách là cố lập mơ rồi là tìm min max. Thôi cái đó thì vào bài thì mình sẽ nói. Điều kiện đầu tiên là nó phải đồng biến này, đúng chưa? Để ra được cái đồ thị này. Điều kiện thứ hai này, cái điểm thấp nhất này này, đấy chưa? Là cái điểm FA đấy. FA nó phải cao hơn trục khoanh. Đấy là trục khoanh, đúng không? Thì nó phải cao hơn trục khoanh tức là nó phải lớn bằng 0. Được chưa? Nó phải lớn bằng 0. Cao hơn tức là lớn hơn, đúng không? Rồi. Đối với trường hợp bên này thì nó cũng tương tự như vậy. Đó là f(x) nó phải như nào các bạn? Nó phải bé bằng 0. Với mọi x chạy từ A đến B. Và gì nào? Ừ, FA nó phải bền 0. Được chưa? Tức là thay A vào hàm số nó phải bền 0. Nếu bài toán có mơ thì ta tìm mơ, thường là sẽ phải đi tìm mơ. Được chưa? Ờ, sẽ đẹp x đó. Sẽ đẹp x thì để mà xét hàm thì đối thì ta phải xét đẹp x chưa đó. Được chưa? Rồi, ok. Để như vậy để hàm số fx đồng biến đến từ A đến B này sẽ có hai trường hợp như này. Được chưa? Hàm fx một là nó đồng biến và hai là fa lớn hơn 0. Hoặc trường hợp thứ hai là hàm số nghịch biến và fa bền 0. Đấy. Tương tự, nếu đây bạn hỏi là trị giờ của fx nghịch biến trên khoảng từ A đến B. Trị giờ của fx nghịch biến trên khoảng từ A đến B. Thì chúng ta cũng làm tương tự, tức là chúng ta cũng sẽ xét hàm số y bằng fx trên đoạn từ A đến B. Và cũng xét hai trường hợp. Để nó nghịch biến thì nó phải đi xuống, đúng chưa? Nó phải đi xuống. Đấy là từ A đến B. Fx nó phải đi xuống. Thì nó vẽ như này là không chỉ sạc. Thấy chưa? Nó phải đi xuống, đúng không? Thì khi nó đóng thì đối vào thì nó vẫn cứ đi xuống. Các bạn công nhận không? Khi đóng thì đối vào nó vẫn đi xuống. Trường thứ hai nó có thể như này, nó sẽ có thể như này. Đây là A và đây là B. Đấy, và đây là fx. Khi đóng thì đối vào thì nó sẽ lật ngược lên trên và nó vẫn nghịch biến, được chưa? Đấy, đóng thì đối vào. Và với trường hợp này thì chúng ta sẽ ghi vào cái điều kiện của nó là gì nào? Thứ nhất, f(x) phải như nào? Ờ, bền 0, được chưa? Bền 0. Với mọi x thuộc khoảng từ A đến B. Và điều kiện thứ hai là gì? F tại A là lớn 0 nó chưa đủ, phải là F tại B đúng không? Phải là F tại B, cái điểm thấp nhất nó phải lớn 0. Rồi, và tương tự bên này thì là f(x) nó phải bền, nó phải lớn bằng 0 nha. Được chưa? Nó phải lớn bằng 0. Với mọi x chạy từ A đến B. Và f gì nhỉ? F tại B nó phải bền bằng 0, được chưa? Cái điểm cao nhất nó phải bền 0. Thì đây chính là cái sơ đồ để chúng ta có thể làm được quay đơn điệu hàm chiều dầu giá trị tuyệt đối được lấy từ đây minh họa. Tìm mơ trước khi làm đề nhá, các bạn làm câu này trước đã. Để fx bằng
x mũ 3 trừ đi m x cộng 1 đồng biến trên 1 đến dương vô cùng. Tìm m để hàm số fx bằng x mũ 3 trừ m x cộng 1 đồng biến từ 1 đến dương vô cùng. Câu ví dụ đầu tiên này. Khi nói đến hàm số thì đối đúng không? Thì sẽ có hai trường hợp, được chưa? Đồng biến đến khoảng từ A đến B. Thì chúng ta sẽ xét hàm số mà không chứa dấu giá trị đối ấy, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ xét hàm số y bằng x mũ 3 trừ đi mx bình b cộng 1 không chứa dấu giá trị đối trên đoạn khoảng từ 1 đến dương vô cùng, đúng không? Rồi. Lúc này ta sẽ xem thử này. Nó sẽ rơi vào trường hợp này hoặc trường hợp này, đúng không? Một là nó đi lên, đúng chưa? Hai là nó hướng xuống. Hướng xuống thì đóng thì đổi vào thì nó vẫn hướng lên, đúng không? Rồi. Thì chia thành hai trường hợp như thế này. Tuy nhiên nếu mà bạn đối với câu này này thì bạn sẽ loại ra được một trường hợp. Đấy, loại ra được một trường hợp nha. Đây, từ 1 đến dương vô cùng nó sẽ đi lên, hoặc từ 1 đến dương vô cùng nó sẽ đi xuống. Loại trường hợp thứ hai, đúng rồi, bởi vì sao này? Đúng rồi, bởi vì các bạn thấy x khi x đến dương vô cùng ấy, đúng không? Đấy, hay là hệ số A dương này, đúng chưa? Thì nét cuối kiểu gì nó cũng đi lên, đúng không? Thế làm gì có chuyện mà nét cuối đi xuống được? Cho nên là chúng ta sẽ loại cái trường hợp hai này, hiểu không? Đây, loại trường hợp 2. Do là x tiến đến dương vô cùng thì hàm số y lim của y, lim của hàm số y này nó tiến đến dương vô cùng luôn. Cho nên là ta sẽ bỏ cái trường hợp 1 này nhá. Bỏ trường hợp 2, ta chỉ lấy trường hợp 1 thôi. Lúc này ta sẽ có chỉ có trường hợp này, một dương vô cùng, được chưa? Bây giờ này ta sẽ xét y phẩy, đúng không? Nó phải lớn bằng không với mọi x chạy từ 1 đến dương vô cùng, được chưa? Chỗ này là, xin lỗi, chỗ này là ngoặc vuông nha, người ta bảo ngoặc vuông, chỗ này là ngoặc vuông nha. Thực ra thì ngoặc tròn hay ngoặc vuông thì cũng chả có vấn đề gì cả. Bài này người ta chọn là ngoặc vuông. Rồi, còn một cái nữa là y tại gì? F phẩy tại A, tức là F phẩy tại mấy? Hả? F phẩy tại 1 nó phải như nào? Lớn bằng 0, được chưa? Bắt đầu mình thấy ba này, y phẩy ở đấy nhá, y phẩy ở đấy là 3x bình phương trừ đi m, nó phải lớn bằng 0 với mọi x chạy từ 1 đến dương vô cùng. Và y tại 1, y tại 1 tức là em thay gì này? Thay 1 vào đây, 1 mũ 3 trừ đi m, 1 mũ 3 là 1 2 trừ m, đúng không? Nó phải lớn bằng 0, được chưa? Rồi, như vậy chỗ này này, ở phương trình dưới thì chúng ta sẽ có là m sẽ phải nhỏ bằng 2, đúng không? Chuyển m sang. Nhưng mà cái bên trên này thì giải kiểu gì? Cô lập m, đúng không? Cô lập m, như vậy là m sẽ phải nhỏ bằng 3 m bình, đúng không? Đấy, 3 x bình, xin lỗi, 3 x bình với mọi x chạy từ 1 đến dương vô cùng. Và các bạn con nhớ không? Nếu m nhỏ hơn cái này thì nhỏ hơn cái gì? Nhỏ hơn cái nhỏ nhất. Và nhỏ nhất khi x bằng mấy? 3 x bình thì nhỏ nhất khi x bằng mấy? 1, đúng không? Tương đương ở đây là m sẽ nhỏ bằng 1 và m sẽ nhỏ bằng 2. Vậy cuối cùng kết hợp với nhau, hai cái dấu cũng bé cả thì mình chọn cái nào? M nhỏ hơn cái nhỏ nhất, đúng không? Được chưa? Rồi, ok. Từ từ, đây là 1 nhân 3 được 3 nha.
Đấy chưa? Đấy này. Cái này nhỏ nhất khi nào? Khi x bằng 1 đúng không? 1 nhân 3 được 3 chứ không 1 đâu. Cái này mơ phải nhỏ hơn 2. Tham số y bằng 3x mũ 4 trừ 4x mũ 3 trừ 12 bình cộng mơ x biến đến từ âm 1 cùng đến trừ 1. Nếu là mơ nhọn 10, mơ nhọn 10 và thực ra thì mình sẽ loại ra một trường hợp, nó sẽ là như này. Trường hợp 1 là âm 1 cùng đến trừ 1 đi xuống, hoặc trường hợp 2 là từ âm 1 cùng đến trừ 1 đi lên như này. Mình loại trường hợp nào? Sẽ làm số fx bằng 3x mũ 4 trừ đi 4x mũ 3 trừ 12x bình cộng mơ. Các bạn nhìn này, khi x tiền này âm vô cùng nha, khi x tiền này âm vô cùng này đấy, thì cái kết quả này sẽ dẫn về đâu hả? Đấy như này, nếu x tiền này âm vô cùng thì mũ 4 lên thì sẽ tiền này về đâu? Dương vô cùng đúng không? Nhân 3 lên thì cũng dương vô cùng thôi. Còn mấy khúc sau này thì chả cần quan trọng, về cái khúc sau này nó quá bé so với thằng đầu. Được chưa? Đấy, mấy thằng sau này ta học lím của lực 11 rồi đúng không? Mấy cái số sau này không quan trọng, quan trọng bậc đầu tiên thôi. Được chưa? Thì khi x tiền này âm vô cùng thì mũ 4 lên thì sẽ tiền này dương vô cùng. Được chưa? Hoặc là các bạn sẽ, nếu mà bạn không biết tính lím của lực 11 đấy thì các bạn nhập cái này vào máy tính thì bạn ấn đi cán âm 999 thì kiểu gì nó cũng ra vô cùng. Cái này hồi lực 11 có bay vào máy tính đấy đúng không? Cho nên đấy, khi x tiền là âm vô cùng thì cái ý của ta sẽ tiền đến dưới vô cùng, tức là sẽ là rơi vào trường hợp 1 hay trường hợp 2 à. Trường hợp 2 là khi x tiền là âm vô cùng này, thì cái ý của chúng ta đang tiến về đâu đấy? Tiến về âm vô cùng cơ mà, đúng không? Đi xuống là tiến về âm vô cùng mà, dưới này là âm vô cùng của ý đúng không? Đây này, trục OX, OY này, đúng chưa? Thì khi X tiến về âm vô cùng đúng không? Thì các bạn nó đi xuống, xuống, xuống âm vô cùng này không? Đúng chưa? Rồi thì như vậy cái trường hợp 1, trường hợp 2 này như nào? Loại đi đi, đấy chưa? Đây này, các bạn có thấy khi x tiền là âm vô cùng này thì nó đi lên không? Đi lên, lên đến đâu? Lên siêu vô cùng làm gì đúng không? Vậy bạn biến thiên nhiều phải biết chứ đúng không? Rồi cho nên ấy, nó sẽ rơi vào cái trường hợp 1 đấy. Nó rơi vào trường hợp 1, nó rơi vào trường hợp 1 như này nha. Rồi trường hợp 1, loại cái trường hợp này đi nha. Thì để mà trường hợp này xảy ra, được chưa? Để mà trường hợp này xảy ra thì ta có, thứ nhất f(x) nó phải như nào? Bé bằng 0 với mọi x chạy từ âm vô cùng đến trừ 1. Và điều kiện thứ hai đó là f của 1 là phải lớn bằng 0. Được chưa? F của 1 à, f của trừ 1 thì là trừ 1 là phải lớn bằng 0. Rồi, ok. Lúc này ta bảo như sau. F' thì đào hàm thôi. 12x mũ 3 trừ đi 12x bình phương trừ đi 24x bé bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ trừ âm vô cùng đến trừ 1. F của trừ 1, em có trừ 1 tức là em thay trừ 1 vào đây. Được 3
trừ 1 thay vào đây được âm 1, âm 1 tới âm 4 được cộng 4, trừ 12 cộng 10 lớn bằng 0. Ờ, dùng lý này loại thôi, còn dùng á thì dùng á thì nét cuối ở phía bên này mà sao mà dùng á được. Rồi, ok, đây là một bất phương trình này phải bén không với mọi x chạy từ âm 1 đến trừ 1. Thì trong máy tính của chúng ta thì có một cái chức năng là chức năng giải bất phương trình rồi đúng không? Thấy chưa? Đấy. Thì các bạn thử giải cái bất phương trình này xem, sử dụng máy tính để giải xem. X bén bằng x bén bằng trừ 1, ok. Có mỗi cái này hả? Đây chạy từ 0 đến 2. Ok. Thì các bạn nhìn này, với x chạy từ âm vô cùng đến trừ 1 ấy, thì chắc chắn nó nằm ở trong cái khoảng này rồi đúng không? Không phải loài, bất phương trình sao có loài rồi đấy. Giải phương trình mới có loài nha. Nhìn này, từ âm vô cùng đến trừ 1 này, để cho hàm số này nhỏ không thì nó phải nhỏ trừ 1 đúng không? Nhỏ bằng trừ 1 đúng không? Và x ở đây thì nhỏ trừ 1 chưa? X của chúng ta đang chạy từ trừ âm vô cùng đến trừ 1 thì nó đã nhỏ trừ 1 chưa? Như vậy thì chắc chắn nó sẽ nằm ở trong khoảng này. Và nằm ở trong khoảng này thì với mọi x chạy trong này thì nó sẽ nhỏ không chưa? Ừ, tất cả các giá trị từ âm vô cùng đến trừ 1 đều thỏa mãn cái này nhỏ không chưa? Như vậy cái này luôn đúng, không cần phải giải thêm. Được chưa? Bất phương trình này luôn đúng, không cần phải giải. Được chưa? Nó là luôn đúng. Luôn đúng. Nói lại này. Lấy máy tính ra giải bất phương trình thì ta thấy là x nhỏ bằng trừ 1 thì nó sẽ nhỏ không? X nhỏ trừ 1 thì nó sẽ nhỏ không? Mà x của chúng ta sẽ chạy từ âm vô cùng đến trừ 1. Vậy thì tất cả những giá trị nằm trong khoảng này thì đều làm cho nó nhỏ không với mọi x cả. Rồi. Cho nên ta sẽ chỉ cần giải cái phía dưới, đúng nha. Đấy. Vậy thì 3 cộng 4 là 7. 7 trừ 12 là trừ 5 đúng không? Trừ 5 cộng m lớn bằng 0. Thì m sẽ lớn bằng 5. Rồi, m lớn bằng 5. Và đề bài thì nó bảo là m nhón 10. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn ra m được chưa? Nhón 10 là lấy từ 7 đến mấy? M bằng 5, 6, 7, 8, 9, nhón 10 thì lấy 9 thôi. Như vậy có số nguyên là 5 giá trị nguyên. Đáp án D. Em nhìn này, em nhìn cái đồ thị này, thấy không? Anh đi lên này, thấy không? X tiền này âm vô cùng thì anh đi lên này. Đấy. Nhưng mà trong khi đó này, trong khi đó nếu mà x tiền này âm vô cùng ở đấy thì hẳn đi lên đúng không? Nó thỏa mãn trường hợp này, đúng không? Còn trường hợp này thì x tiền này âm vô cùng thì nó đi xuống, thấy không? Cho con biết tại sao thấy á, nhưng mà mắt thương nó thấy chứ có chi đâu mà biết tại sao thấy. Làm gì loại được trường hợp nào? Sẽ làm số fx
bài này phải loại đến cả bài này phải sử dụng cả hai trường hợp luôn, không loại trường hợp nào hết. Cái trường hợp loại thường là sẽ là mấy cái trường hợp mà có âm vô cùng, âm vô cùng ở đây này, loại này. Còn tính khoảng trừ 2 đến trừ 1 ấy, chả loại trường hợp nào cả. Để nó đồng biến được, để nó nghịch biến được đúng không? Thì một nó sẽ như này. Hoặc trường hợp 2 nó sẽ như này. Đấy. Và chả có cái ấm lím nào ở đấy cả. Ví dụ như tại ấm vô cung đấy mình còn tính lím được, mình loại cái trường hợp này bởi vì trong tình huống này là nó tiến đến dưới vô cung, chứ nó không tiến đến âm vô cung, chứ mà mình loại. Ở đây thì không có âm vô cung hay dưới vô cung, để em tính như này không loại trường hợp nào được. Phải xét cả hai trường hợp. Trường hợp 1 fx như nào? Nó phải bén bằng 0 đúng không? Với mọi x chạy từ trừ 2 cho đến gì? Trừ 1. Được chưa? Đây, bén bằng 0. Và như nào? F tại gì? F tại trừ 1 phải như nào? Phải lớn bằng 0. Được chưa? Bây giờ em trải cái trường hợp này. Sau tương tự trải trường hợp 2. Kết hợp với nhau, thế là xong bài. Được chưa? 2x bình trừ 4m phải nhỏ bằng 0 với mọi x chạy từ trừ 2 cho đến trừ 1. Và em có trừ 1, trừ 1 thay vào đây. 1 này. Đúng không? Đây là 4m cộng m được 5m này. 1 mà trừ đi 3 thì là trừ 2 đúng không? Phải lớn bằng 0. Chưa? Tương tự ở đây là 4m sẽ phải 2x. Chuyển về này, 4m lớn bằng 2x thì 4m sẽ phải lớn hơn cái chi các bạn? Cái lớn nhất, đúng không? 4m lớn bằng 2x thì 4m phải lớn hơn cái lớn nhất. Lớn nhất khi x bằng mấy? À, trừ 1 đúng không? Cho nên là 4m sẽ lớn bằng trừ 1. Được chưa? 4m lớn trừ 2, xin lỗi. Nhấn vào đây nữa. Lớn hơn trừ 1 nhân 2 là trừ 2. Như vậy m sẽ phải lớn bằng trừ 1 phần 2. Được chưa? Và ở dưới này m sẽ phải lớn bằng 2 phần 5. Kết hợp với nhau thì hai thằng cùng chiều lớn cả. Hai thằng cùng chiều lớn cả thì mình sẽ lớn hơn cái lớn nhất. Như vậy trường hợp 1 em giải được m bằng lớn bằng 2 phần 5. Trường hợp 2. Trường hợp 2 thì mình sẽ lấy cái trường hợp này, tức là f(x) nó phải lớn bằng 0. Đúng không? Đồng biến đấy. Với mọi x chạy từ trừ 2 cho đến 5, trừ 2 đến trừ 1. Và f tại chi hệ? F tại trừ 1 đúng không? Đây các bạn quan sát. F tại trừ 1 nó phải thấp hơn cái trục Ox, tức là phải nhỏ bằng 0. Tức là ở đây f phẩy của ta sẽ là 2x trừ 4m lớn bằng 0 với mọi x chạy từ trừ 2 cho đến trừ 1. Và f của ta trừ 1, f ta trừ 1 tức là 5m trừ 2 là phải bén bằng 0. Rồi. Ở đây chuyển về 4m sẽ nhỏ bằng 2x. 4m sẽ nhỏ bằng 2x, tức là 4m sẽ phải nhỏ cái nhỏ nhất. Đấy. 4m nhỏ bằng 2x. Tức là 4m sẽ phải nhỏ cái nhỏ nhất, ở đây là trừ 2, tức là 4m nhỏ trừ 4. Tức là m sẽ phải nhỏ trừ 1. Đồng thời m sẽ nhỏ 2 phần 5. Vậy kết hợp với nhau hai thằng cùng chỗ bé cả thì chúng ta sẽ chọn cái bé hơn. Được chưa? Vậy cuối cùng kết luận là chúng ta sẽ chọn là m lớn bằng 2 phần 5, m
nhỏ mắc trừ 1. Được chưa? Nhưng mà để xong bài thì chúng ta cũng cần phải đọc thêm đó là M sẽ chạy từ trừ 40 đến 40. Thì chỗ này thì các bạn tự tìm ra giá trị của M nhá. M chạy từ trừ 40 đến 40 mà lại phải lớn hơn 2/5 và phải nhỏ trừ 1 thì gồm số nào? Được chưa? Để kể ra 48 chưa? Câu 48 thì siêu dễ đúng không? Hàm số y của chúng ta là bằng hàm số y của chúng ta này là bằng trị đối của x mũ 5 trừ 5 x bình cộng với 5 m trừ 1 nhân x trừ 8. Được chưa? Khi xét hàm số fx bên trong hàm giữa giá trị đối này trên cái khoảng là từ ở vô cùng đến 1. Được chưa? Thì sẽ có hai trường hợp xảy ra thôi đúng không? Đấy, người ta bảo là đồng biến đúng nhỉ? Đấy, à nghịch biến, đúng chưa? Rồi, nghịch biến cái khoảng từ âm vô cùng đến 1 này. Nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến 1 này. Thì sẽ có hai trường hợp xảy ra này. Một, nó tan thành nghịch biến luôn. Đúng không? Nghịch biến hẳn luôn. Hai là nó có thể đồng biến như này. Thấy chưa? Thì đóng trừ đối vào, lật ngược lên thì nó bắt đồng nghịch biến. Ok. Nhưng mà thực ra này, đối với những trường hợp bài mà có ấm vô cùng ấy thì thường là bạn sẽ loại được một trường hợp. Bởi vì sao? Bởi vì như này. Các bạn thấy khi x thì là ấm vô cùng này thì hàm số của chúng ta sẽ nào, khi x thì đến âm vô cùng thì hàm số của chúng ta sẽ như nào tiến về đâu, à tiến về âm vô cùng đúng không, âm vô cùng mũ 5 vẫn là âm vô cùng nhá, được chưa? Cho nên chắc chắn rơi vào trường hợp nào, trường hợp 2, bởi vì khi x thì là âm vô cùng này, thấy không, thì hàm số của chúng ta đi xuống, trường hợp này loại. Thế nên nó chỉ đối với trường hợp số 2 thôi. Ở vô cùng đến 1 thôi. Và để xảy ra điều kiện này thì chúng ta sẽ có fx là phải như nào nhỉ? Nó đi lên thì hàm số này phải đồng biến với mọi x chạy từ âm vô cùng đến 1. Thứ hai, f tại gì? F tại 1 đúng không? Là nó phải bén không? Bắt đầu ta tính f phẩy nào, f phẩy chính là 5 x mũ 4 trừ đi 10 x cộng với 5 lần của m trừ 1 lớn bằng 0. Thấy chưa? Tính f phẩy bình thường nhá, f tại 1 này, 1 trừ 5 cộng với 5 lần của m trừ 1 trừ 8 nữa nhỉ, phải không? Hàm số này là có trừ 8 nữa. Bây giờ ta được này, chia tất cả cho 5 đi thì được x mũ 4 trừ đi 2x trừ 1 cộng m lớn bằng 0. Chỗ này chia cho 5 nha. Theo dõi kịp không? Chỗ này được 5m trừ 5 với trừ 5 này là thành trừ 10 này. Trừ trừ 10 với trừ 8 nó thành trừ 18 cộng 1 nó thành trừ 17 đúng không, nhỏ bằng 17, tương đương ở đây là m nhỏ 17/5 này, đúng chưa? Còn ở thế này thì m của chúng ta như nào, cô lập m đúng không, cô lập m lại thì được là trừ x mũ 4 gì đây cộng 2x cộng 1 đúng không, tương đương ở đây thì mơ sẽ phải lớn hơn cái lớn nhất của thằng nó. Đây mơ sẽ nhỏ hơn cái 17/5. Mơ lớn hơn cái lớn nhất của thằng này đến khoảng ở vô cùng đến trừ 1 đến 1.
Đấy. Rồi. Thì cái này mình có thể chạy turbo kiểu tí. Đúng không? Thì ta xem thử là M sẽ lớn bằng bao nhiêu và M nhỏ bằng 17/5. Turbo cho chạy từ âm 5 đến âm này 1 chẳng hạn, nó vô cùng tương đương cho âm 5. Kiểu con 2.16. 2.16 con 17/5 thì là bao nhiêu? 3.4 đúng không? Vậy thì M sẽ chạy từ 2.16 cho đến 3.4. Vậy thì M sẽ bằng bao nhiêu? Hả? 3 đúng không? 49 là hàm số fx của ta là 2x mũ 3 trừ đi mx cộng 1. Đấy thì ta sẽ nhận ra một điều, đó là x tiến đến dấu vô cùng thì nó sẽ đi lên đúng không? Thì chắc chắn nó chỉ có trường hợp này thôi, 1 đến dấu vô cùng như này thôi. Thì điều kiện ở đấy nhá, đó là f(x) nó phải lớn bằng 0 với mọi x chạy từ 1 đến dấu vô cùng. Và thứ hai là f(1) nó phải lớn bằng 0. Tương đương ở đây là 6x bình phương trừ đi m lớn bằng 0. F1 thì chúng ta thay vào 2 cộng 1 là 3, 3 trừ m sẽ phải lớn bằng 0. Rồi, với mọi x chạy từ 1 đến dấu vô cùng. Ok. Chuyển về này, m sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 6x bình. Tức là m sẽ phải nhỏ hơn cái nhỏ nhất đúng không? Là m phải nhỏ bằng 6. Và m sẽ phải bằng 3, nhỏ bằng 3. Đây. Vậy thì kết luận là m sẽ nhỏ bằng 3. Vậy m bằng 1 2 3. Nguyên chưa? Đúng không? Ờ. Năm 1 là gì nhỉ? C. Ờ đúng. Sẽ đam số fx bằng 1/3 lần của x mũ 3 cộng m trừ 1 nhân x bình cộng với 2m trừ x 2m trừ 3 nhân x trừ 2/3. Được chưa? Đường nào thì mình cũng phải tính nghe phải cả. Thì mình tính trước đi. X bình phương cộng với 2 lần m trừ 1 nhân x cộng với 2m trừ 3. Và ép tại đường nào thì ở đây là người ta yêu cầu mình sẽ thế khoảng từ 1 đến 5 đúng không? Được chưa? Rồi thôi. Thế thế khoảng từ 1 đến 5. Đồng biến đến khoảng từ 1 đến 5. Thì nó sẽ có hai trường hợp thôi đúng không? Một là nó chạy từ 1 đến 5 như này. Hoặc hai là nó chạy như này. Đấy là hai trường hợp. Nhưng mà trường hợp 1 là f(x) lớn bằng 0 và f(1) là lớn bằng 0 luôn. Rồi. Tương đương nha. X bình phương cộng với 2 lần m trừ 1 nhân x cộng với 2 m trừ 3 nó lớn bằng 0 với mọi x chạy từ 1 đến 5. Được chưa? Ok. Bây giờ nào, F1, F1 thì thay vào đây. À đâu, thay vào đấy chứ. Ờ, được bao nhiêu? Lấy kết quả luôn nha. Ờ, các bạn tự thay nhá, lấy kết quả luôn cho đỡ mất thời gian nào. 13/9. Chỗ này lấy kết quả luôn. Ở đây này, quan trọng nhất ở chỗ này này. Một số bạn không biết giải này. Thì chúng ta sẽ nhấn phá ra này. Đây, gọi là 1 nha. Tương đương với là x bình nhóm lai nào, nhóm lai này trừ 2x trừ 3. Được chưa? 2mx cộng 2m thì nhóm 2m ra ngoài
Nào đây này, 20x nhá, cộng 20 này. Thì đây là x cộng 1. Lớn bằng 0. Thấy chưa? Để mà cố lập mơ ấy. Hiểu không? Như vậy chỗ này mình sẽ vật ngược lên bên kia nào. Mơ sẽ lớn bằng. Nào chuyển sang bên kia nào. Trừ x bình phương cộng 2x cộng 3 chia cho x cộng 1. Ở đây x cộng 1 đã dương rồi, cho nên bạn được quyền chia. Với mọi x chạy từ 1 đến 5 thì x cộng 1 là số dương, cho nên ta chia được. Đến đây ta chạy theo bô từ 1 đến 5 và tìm min của thằng này. Thấy chưa? Chạy theo bô từ 1 đến 5 tìm min của thằng này. Min của thằng này xem được bao nhiêu. Rồi, thì kiếm thời gian một chút thì ở đây lấy kết quả luôn nhá. Nó sẽ là 3/4. 3/2 nha. 3/2. Thấy chưa? Cái này còn 3/4 chạy nhá. Như vậy là mơ sẽ lớn bằng 3/4. Thấy chưa? Nhớ cái này vào máy tính nó chạy 1/5. Kết hợp với nhau nào, kết hợp với nhau hai thằng này, cái nào lớn hơn đây? 13/9 hay là 3/4? 13/9 đúng không? Kết hợp với nhau thì mơ lớn bằng 13/9. Trường hợp 2 thì làm tương tự như vậy, đúng nhỉ? Trường hợp 2 đó là f phải sẽ phải nhỏ hơn 0 với mỗi x chạy từ 1 đến 5, và f phải f tại 1 phải lớn bằng 0. À xin lỗi, bé bằng 0. Thì cái này thay vào thì mơ sẽ nhỏ 13/9. Dạ. Rồi. Còn cái này sau khi cô lập thì mình cũng lấy kết quả bên này luôn đi. 2m sẽ nhỏ bằng đúng không? Rồi, ok. Như vậy m sẽ phải tìm ra min của thằng này nhá. M phải nhỏ cái nhỏ nhất. Bấm máy chạy từ 1 đến 5 thì bạn sẽ tìm ra m. Được chưa? Rồi, ở đây tìm sẵn rồi. M sẽ nhỏ bằng trừ 17/6. Được chưa? Ok. Kết hợp với nhau thì kết hợp thì M sẽ nhỏ bằng trừ 17/6. Kết hợp với thằng này nhá. Được chưa? Ok. Cuối cùng này là lấy hai kết quả này và kết quả này. Được chưa? Kết luận là M sẽ nhỏ hơn trừ 17/6 và M sẽ lớn bằng 13/9. Được chưa? Đấy. À, chỗ này là 2M này, thiếu số 2 này. Không nhưng mất tiền nữa, hãy mơ mẹ nó còn trừ 2. Cái gì? Mín của cái này là trừ 2 á? 17/6 là trừ 2 á? Rồi. Thế nào? Trừ 17/12 xem là bao nhiêu? Vậy có là quẹt table trước kỳ đấy chứ. Đúng không? Nó bằng trừ 2 được bao nhiêu? Bởi vì
Ờ, đấy là cái thứ hai này, nó nằm ở cuối cùng, tức là tại số 5 luôn đúng không? Mà 5 là ngọt tròn đúng không? Ngọt tròn thì không lấy được. Nha, nó cỡ khoảng trừ 1,8 hoặc trừ 1,9 gì đó thôi. Không lấy trừ 2. Thì không lấy trừ 1 là chia phải trừ 0,2. Hả? Không có mấy chín, không có mấy một nhé. Trừ 17 phần 22 là được bao nhiêu? Trừ 1,8 cũng chưa hẳn là nhỏ nhất, em phải quẹt từ quẹt sâu hơn nữa. Hả? Chỗ từ 1,9 đi. Chỗ từ 1,9 là chỉ cho 2 tiền mình đã đưa không về. Không về chỉ lắm. Thì đây chỉ là cả cái một. Đây cái máy tính không? Trừ 17 phần 6 là cơ khoảng trừ 2,8 này, chứ mà trừ 1,9, trừ 2,8 là thấp nhất. Ta quẹt lại nhá, quẹt lại này, quẹt phải kỹ vào. Nói chung tính tay thì nó sẽ chính xác nhất. Cho đây là trừ 1,91 đi, coi mà 1,965 nhá. Bây giờ ta chia này, trừ 1,965 chia 2, trừ 0,98 trừ 0,98 trừ 0,98 thì đây cũng trừ 0,98 đi. Và mơ chạy từ bao nhiêu này bao nhiêu? Mơ chạy từ trừ 5,5 thì mơ sẽ bằng có ngoặc vuông trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1 chưa? Hoặc là 13/9. 13/9 là 1,4, tức là bằng 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 giá trị à? Tổng lại à? Trừ 5 cộng trừ 4 cộng trừ 3 cộng trừ 2 cộng trừ 1 cộng 2 cộng 3 cộng 1 cộng 5 trừ 1 đúng không? Trừ 1 Năm hai nào, cho số y bằng mới cộng 3 chia cho x cộng m cộng 2 đồng biến trên 1 đến dưới vô cùng. Nào, mục tiêu đã trên 8 rồi thì các bạn không phải ngồi nhở nữa nhá. Còn dưới 8 thì các bạn lên out.
sẽ tham số fx bằng mx cộng 3 chia cho x cộng m cộng 2 trên đoạn khoảng từ 1 đến dưới vô cùng nào. Khi làm mấy cái bài hàm phân thức thì đầu tiên là phải là điều kiện đã nhá. Ông ơi sai đấy. Điều kiện ở đây là x khác như nào? Trừ 1 trừ 2. Thấy chưa? Và để hàm số này đồng biến hay nghịch biến ở trên này ấy thì cái m trừ 2 này phải như nào nào? Hả? À? Cái giá trị của trừ m trừ 2 này phải như nào với cái khoảng này? À? Đúng rồi, nó không được nằm ở trong cái khoảng từ 1 đến dưới vô cùng. Nếu nó nằm ở trong khoảng này thì điều gì sẽ diễn ra? Hàm số này sẽ không liên tục được. Nó đang đi đúng không? Nó đang đi từ 1 đến dưới vô cùng, nó gặp cái số trừ m trừ 2 và nó bị gì? Bị chặn, được chưa? Và không liên tục được. Mà không liên tục được thì làm gì đồng biến được, đúng không? Cho nên cái khoảng cái giá trị này không được nằm ở trong này. Đấy chứ, điều kiện này để hàm số liên tục này, đầu tiên là phải đồng biến nghịch biến, thì phải điều kiện là cái trừ m trừ 2 này nó phải khác cái khoảng từ 1 đến dưới vô cùng. Mà muốn khác được cái khoảng này thì tức là trừ m trừ 2 phải như nào nào? Hả? Bé bằng 1, đúng không? Nó phải bé bằng 1, đúng không? Nó bé bằng 1 thì nó nằm ở ngoài khoảng này. Vậy thì lúc này trừ m sẽ nhỏ bằng 3, nhân tất cả về âm 1 thì m lớn bằng trừ 3. Được chưa? Ok chưa? Tiếp này. Hàm số của chúng ta muốn đồng biến nghịch biến, muốn đồng biến trên 1 đến dưới vô cùng này thì nó phải như này, đúng không? Hoặc như này, đúng không? Được chưa? Rồi, ok. Thì hai trường hợp, trường hợp một trường hợp một là cái trường hợp ở trên này, đúng chưa? Thì điều kiện ở đây là gì nào? Fx nó phải lớn bằng không với mọi x chạy từ 1 đến dưới vô cùng, được chưa? Và f phải tại 1 nó phải lớn bằng 0. Được chưa? Lớn bằng 0. Rồi. Thì như vậy chúng ta bắt đầu tính f phải. Làm IC như những bài trên thôi. Nào tính f phải đi. F phải biết tính không? Nào hàm phân thức này. Có nhớ cách tính hàm phân thức không? Nhân chéo này. A nhân D trừ B nhân C đấy, đúng không? Tức là M nhân với gì? M cộng 2 trừ đi 3 chia cho mẫu bình, đúng không? X cộng M cộng 2 tất cả bình bằng M bình cộng 2M trừ 3 chia cho x cộng m cộng 2 tất cả bình. Hiểu chỗ này chứ? Thực ra hàm phân thức thì nó không có dấu bằng được các bạn nha. Hàm phân thức thì các bạn nhớ là nó không bao giờ bằng không. Cái này học từ hồi đầu năm rồi. Được chưa? Chỗ này không phải là f phải 1 mà f 1 nha. F1 nhưng mà F1 lớn hơn 0 thì tương đương ở đây là m bình cộng 2m trừ 3 lớn hơn 0. Vậy thì m sẽ như nào nhỉ? Bé trừ 3 đúng không? Và lớn hơn gì? Lớn hơn 1, thấy chưa? Rồi, đây là bật phương trình 1, bật phương trình 2. F tại 1 nó bằng f tại 1 tức là bạn thay 1 vào hàm fx thì lúc này là 1 cộng 3 1 m cộng 3 tức là m cộng 3 đấy, đúng nhỉ? M cộng 3 chia cho
Chỗ này thay 1 vào đây thì vẫn là M cộng 3. Thì nó bằng 1. Được chưa? Nó bằng 1. Nó bằng 1. Nó bằng 1 là lớn hơn 0 chưa? Lớn hơn 0 luôn, luôn đúng. Không cần phải giải. Nhưng mà thực tế này, không có luôn cái trường hợp 2. Có đúng không? Tại sao? Bởi vì trường hợp 2 như nào? F tại 1 như nào? Nó phải bén 0. Thì ở đây ta đã thấy F1 bằng 1 luôn lớn hơn 0 rồi. Thì làm gì có trường hợp 2 là F1 tại 1 bén 0 nữa. Vậy thì trường hợp 2 ta có thể như nào? Bỏ luôn được. Đấy chưa? Loại luôn. Hả? Não mày bay à? Đấy này, tài 1 này thấy không? Mày tính tài 1 chưa? Tính tài 1 bằng 1 chưa? Nó lớn hơn 0 chưa? Thì nó làm gì có chuyện nó bén 0 nữa đúng không? Đây. Luôn đúng ở đấy là luôn đúng với mọi mơ này. Lớn trừ 3 nhá. Đây này, có điều kiện ở đây này. Luôn đúng ở đây là luôn đúng với mọi mơ lớn trừ 3. Rồi bây giờ kết hợp với nhau nào. Trừ 3 1. Đây này lớn hơn trừ 3 nữa. Cuối cùng là lấy như nào nhỉ? Lớn hơn 1 nha. Kết luận. Được chưa? Câu hỏi người ta là tổng tất cả giá trị tổng tất cả giá trị nguyên của mơ chạy tiếp trừ 10 10 đúng không? Mơ là chạy tiếp trừ 10 10. Cho nên là mơ sẽ bằng 2 3 4 cho đến 10. Được chưa? Vậy thì tổng của chúng đấy 54. Rồi. Về nhà làm đến 58 luôn nha. Cơ bản là cũng đã đủ rồi đấy. Thừa sức để làm đề minh họa luôn.